Điều đặc biệt sắp sửa được diễn ra ngay trên sân khấu này, bởi vì không chỉ là một mà những hai nhân vật nghệ sĩ sẽ cùng tham gia vào đội hình rất đặc biệt. Một anh chàng được mang tên là Tico, anh chàng còn lại được mang tên là Cody. Wow, quý vị thấy chưa? Bên đây Tico, một diễn viên mà mới chuyển qua nghề PT nha quý vị. Quý vị thấy hình này. Anh ơi, sao nhìn nở nang vậy? Tại vì dạo này em mập quá, nhưng mà bây giờ thấy lọc tướng lọc tươi quá, anh thấy chưa? Tập yoga. Đó thì bởi vì tập con gái thì phải tập yoga, con trai phải tập gym. Đó lý do em phải đi tập gym để cho em gọn hơn và đẹp hơn. Đẹp quá em ơi. Bên đây Cody vẫn đẹp trai như ngày nào. Tiết lộ với bạn biết được rằng ở những tuần trước đã có một thành viên của đại gia đình mình á, nhóm Unify đến đây tham dự và rất xuất sắc, đạt được số tiền thưởng là 82 triệu đồng. Kỷ lục của chương trình. Ghê hả? Nên bây giờ 82 triệu hả? Là cao nhất chưa anh? Là cao nhất luôn á, vượt luôn anh Hứa Minh Đạt, vượt luôn Lê Dương Bảo Lâm luôn. Đó là Lục Huy. Mà tại sao? Tại sao bạn biết không? Tại sao ạ? Nhờ nghe lời cặp tiên đồng ngọc nữ chúng tôi. Đúng, bây giờ mình cứ đặt cược vào họ đi. Họ có đôi mắt rất là tin tưởng và đầy kinh nghiệm. Và bây giờ xin mời các bạn hãy ngắm nhìn 6 nhân vật bí ẩn sau đây. Tôi là Văn Trung, tôi rất yêu sự nhộn nhịp của thành phố mang tên Bác và cũng như nụ cười duyên dáng của Lê Lộc. Trời ơi, cái anh này anh đến đây không, không phải là để cho người ta đón nghề của anh đâu. Để bùng thính cái gì? Đúng rồi, anh đến đây cô Lộc. Thật sự là đến đi cô Lộc hay Lộc à? Dạ. Em rước về sớm cho anh được không? Dạ. Gọi được người. Số nào cũng vậy, Lê Lộc luôn là mục tiêu của các chàng trai. Đúng rồi.